Rồi, hello, em Vương của tôi xin chào tất cả các anh trên YouTube nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Vương Moto. Kênh YouTube của em là một kênh chuyên bán xe mô tô phân khối lớn và phân khối nhỏ đã qua sử dụng nha. Địa chỉ cửa hàng em ở số 360 đường Bình Long, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha. Số điện thoại của em là 0906 809 709 và một số thứ hai là 0938 929 237. Hai số em có sử dụng Zalo hết nha. Anh em nào chưa kết bạn Zalo thì anh em có thể kết bạn Zalo bằng hai số điện thoại phía trên và ở trên tiêu đề nha. Rồi đến với chủ đề chính hôm nay nè, em muốn giới thiệu cho anh em một con xe của dòng Suzuki đời 2019. Con này là Suzuki GZ150A phun xăng điện tử đời 2019 nha. Rồi đến cái video hôm nay là em quay, em sẽ báo giá cho anh em một con xe Suzuki GZ nha. Anh em nhớ xem hết video giúp em nha. Em sẽ báo giá ở gần cuối video nha. Rồi trước khi đến với quay và báo giá em này thì em cũng xin giới thiệu thêm xí đỉnh là bên em có mua bán và trao đổi những dòng xe cũ, những dòng xe đã qua sử dụng. Anh em trải nghiệm xong những dòng xe của mình rồi, muốn đổi phân khúc mới, muốn đổi form mới, muốn đổi xe khác thì anh em cứ việc liên hệ với em Vương Mô Tô bằng hai số điện thoại trên tiêu đề nha. Có Zalo luôn nha anh em. Anh em ở gần thì qua số 360 đường Bình Long, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh để xem xe giúp em nha. Còn anh em nào ở xa không có điều kiện đi lại thì xem video thật kỹ ha, rồi kết bạn Zalo với em sẽ gửi hình chi tiết qua cho Zalo bên Zalo cho tất cả các anh nha. Mấy anh chỉ cần chốt cọc là em sẽ chuyển xe đến tận nhà cho anh em nha. Những dòng xe bên em là hải quan chính ngạch hết, chiếc nào cũng phải rút gốc sang tên cho anh em nha. Anh em ở xa thì khỏi lo về vấn đề giấy tờ nha. Anh em chỉ cần cọc em ship xe đến tận nhà, anh em nhận xe rồi mới thanh toán đủ tiền. Còn hồ sơ thì riêng chiếc xe này thì bên em bao rút hồ sơ cho anh em toàn quốc, tất cả 64 tỉnh thành nha. Chỗ này em cũng phải rút hồ sơ được và sang tên đầy đủ cho anh em nha. Rồi đó là thủ tục và cũng như là thủ tục mua bán bên em, nhanh gọn lẹ như vậy cho anh em dễ hiểu nha. Thì xe này mua thì anh em giấy tờ thủ tục em bao rút hồ sơ, còn vấn đề xe thì lát nữa em sẽ quay chi tiết cho anh em xem, để anh em ở xa mà không có điều kiện đi lại đó thì anh em có thể xem qua video và thích thì chốt cọc nha. Em sẽ ship xe đến tận nhà cho anh em nha. Rồi bây giờ em sẽ lái máy, em review và em sẽ báo giá cho anh em nha. Anh em xem kênh nhớ cho em một lượt đăng ký kênh và anh em nhớ xem hết video giúp em nha. Em sẽ báo giá ở phần cuối video nha anh em. Rồi bây giờ em sẽ lái máy review con GZ150A đời 2019 phun xăng điện tử cho anh em nha. Rồi bên em thì ngoài những xe này ra thì bên cửa hàng cũng còn rất là nhiều xe nha anh em. Đó, còn rất là nhiều xe để cho anh em lựa chọn. Em sẽ sơ lược qua cho anh em xem những cái form, những cái mẫu anh em nào thích thì cứ nhanh tay liên hệ với em Vương Mô Tô nha. Em Vương Mô Tô số điện thoại có gắn trên bảng hiệu và trên tiêu đề nha anh em. Anh em có thể gọi trực tiếp cho em Vương hoặc là kết bạn Zalo nha. Đó, còn rất là nhiều xe nha anh em. Anh em nào đúng form mình thì qua lựa chọn ha. Rồi bây giờ chủ đề chính là em quay con GZ nên em sẽ đến với chi tiết của nó ha. Em sẽ quay từ đĩa, từ bánh trước lên phía sau nha, từ trước ra sau cho anh em xem nha. Con này là Suzuki GZ150A đời 2019 FE phun xăng điện tử nha. Con này thì nó lợi xăng lắm anh em. Đó, mấy con này thì được thị trường bây giờ nó rất là săn đón những em tiết kiệm nhiên liệu nè, và máy móc êm dễ sử dụng, giá cả phải chăng. Con này là còn khá là đẹp nha anh em, đời 2019 sử dụng thì 12.000 km rồi. Đây con bình xăng lớn đây anh em. Đó, còn rất là đẹp nha, màu đỏ đen phối màu rất là đẹp. Inox Unix thì sáng bóng hết nha anh em. Như cái camera nó bị mờ mờ hay sao ta. Đây, sáng bóng nha anh em.
Đây có gắn đèn trợ sáng sẵn rồi, anh em về thích đèn trợ sáng thì câu luôn nha. Đây, lốc máy cũng còn khá là đẹp. Đó, qua thời gian sử dụng thì 2019 đến giờ cũng 4-5 năm rồi. Thì chạy cũng được mười mấy ngàn km rồi. Đó. Nó cũng đẹp theo thời gian của nó, sau 5 năm thì nó vẫn còn khá là đẹp nha anh em. Nè. Nắp nồi nắp vít còn nguyên si, ốc vít là còn nguyên si nha, chưa mở nha anh em. Còn nguyên si hết nha anh em, nó ốc còn giật rầm hết nha. Ủ đề của đồ là chưa mở hết nha. Còn nguyên si. Đó, nói chung là con xe này nhìn cũng được 90% nha anh em. Có thùng phía sau đầy đủ hết cho anh em nha. Tựa lưng rồi đầy đủ hết. Những đồ inox nó còn rất là sáng bóng nha. Nút yên thì còn zin nguyên si. Bình xăng lớn thì đẹp sao mặt được luôn. Xe mới tinh. Con này thì sử dụng đã mười mấy ngàn km rồi, 12.000 mấy km rồi ha. Con này có gắn cái kệ để gắn điện thoại ha. Anh em nào không thích thì tháo ra nha. Còn thích thì để xài luôn. Đó. Thì con này nó cũng còn tương đối là mới nha anh em. Đời 2019. Heo dầu ốc vít còn mới tinh nha. Đó, xe thì leng keng rồi. Mấy cái dòng GS này nó đời mới bây giờ cho nên là nó rất là lợi xăng nha anh em. Nó được cái phun xăng điện tử FP á. Nó lợi xăng lắm. Đó, thùng bọng rồi tất cả inox inip rồi còn sáng bóng hết nha. Bồ xuống bồ cho anh em ha. Cái cản chống đổ này nó va chạm à, nó tiếp xúc nhiều bề mặt thì nó hơi trầy trầy xíu nha. Cái cản chống đổ thì không quan trọng. Cái cản của cái kệ thùng này, mấy cái này nó tiếp xúc với bề mặt rất là nhiều nha anh em. Có cản này thì nó đỡ mấy cái phần thùng và mấy cái phần dàn áo của mình. Bô rất là đẹp. Đời 2019 nha. Suzuki GS. GS 150A đời 2019. Đó, toàn thể ốc vít thì còn leng keng màu còn đầy đủ hết nha. Đây. Nắp lốc, nắp nồi, nắp bơm lửa còn ok hết. Máy móc là bao zin nha anh em, chưa đụng tới máy móc nha. Mấy con này thì dễ gì máy móc nó bùng, mấy năm là chưa xi nhê gì đâu. Đó. Bếp phun rồi còn mới tinh hết nha anh em. Bao cho anh em mà đầu nồi chưa rớt, chưa đụng chạm gì hết nha. Chưa đụng tới một con ốc nữa anh em ơi. Đây có gắn mấy cái giỏ đựng đồ ha. Anh chủ xe anh có gắn thêm, anh em nào không thích thì về cứ tháo ra thôi nha anh em. Mấy cái đồ dư này không thích thì tháo ra con. Đèn trợ sáng anh em là thích thì câu vào cho nó sáng nha. Đèn trợ sáng anh em có sẵn dây điện rồi, anh em thích thì về câu vô cho nó sáng nha. Còn xi nhan xi nhít đồ là riêng riêng theo xe hết. Nó vô cái đèn, một cái đèn bi lon rất là đẹp, rất là sáng luôn, đi đêm rất là sáng nha. Rồi đầy đủ đồ chơi thì bây giờ em Vương sẽ test máy lên cho anh em nha. Em sẽ test máy lên và nổ máy lên và quay chi tiết xuống cái bồ cho anh em nghe tiếng máy nha. Con này phải bóp bóp kháng vô nó mới nổ. Anh em đợi em xíu em để cái máy thế này cái nha. Điện đèn còi xi nhan đầy đủ hết nha anh em. Đây, cốt pha đây ha. Cốt pha đầy đủ hết. Đèn trợ sáng có sáng sẵn rồi. Anh em nào thích đèn trợ sáng thì mở lên ha. Điện đèn còi xi nhan ok hết nha. Đó, đầy đủ đồ chơi hết nha anh em.
Máy móc đây, em sẽ để cái mic xuống đây cho anh em nghe máy móc nha. Rồi ok anh em, máy móc ok hết nha. Đèn đuốc xi nhan đầy đủ hết, điện đèn cầu ok hết nha. Đó, Suzuki GZ 150A đời 2019 nha. Phun xăng điện tử. Rồi, em Vương xin phép tắt máy nha. Rồi, con này bên cửa hàng em bán ra với giá là 58 triệu bao rút hồ sơ cho anh em toàn quốc nha. Bao rút hồ sơ cho anh em, khi mua anh em mua là em sẽ bao rút hồ sơ. Anh em nào ở xa mà không có điều kiện đi lại thì nhớ xem video và có thích thì chốt cọc và kết bạn Zalo giúp em nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì cho em một lượt đăng ký kênh nha để theo dõi những clip tiếp theo bên em. Con này em bán và với giá là 58 triệu nha anh em, bao rút hồ sơ nha. Anh em nào ở xa thì mình có thể hỗ trợ vận chuyển ship xe cho anh em. Thằng ship xe thì em sẽ hỗ trợ cho anh em tới cùng luôn nha. Anh em ở xa quá không có điều kiện đi lại thì em sẽ hỗ trợ ship cho anh em. Rồi một lần nữa em Vương Mô Tô xin cảm ơn anh em đã xem video nha. Chúc anh em một ngày mới thật nhiều năng lượng, thật nhiều sức khỏe. Rồi GZ 150A đời 2019 nha. Giá 58 triệu bao hồ sơ cho anh em nha. Rồi bye bye, em Vương chào tạm biệt và hẹn video sau nha.